Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu ở giai đoạn 4, vẫn giữ được tinh thần lạc quan trong suốt 2 năm điều trị. Diệu Linh, biên tập viên quen mặt với khán giả qua chương trình Bản tin thể thao VTV Kép, đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ mình đang điều trị căn bệnh ung thư máu. Các MC truyền hình bao giờ cũng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ của khán giả. Không chỉ thông minh, giỏi giang và bản lĩnh, họ còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng năng lượng sống tích cực. Mới đây, Diệu Linh, MC của chương trình Bản tin thể thao VTV Kép, bất ngờ tiết lộ mình đã và đang điều trị căn bệnh ung thư máu trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, cô luôn thể hiện một tinh thần rất lạc quan và tinh thần nỗ lực chiến đấu chống lại bệnh tật. Diệu Linh biết mình bị bệnh vào tháng 6 năm 2018 khi thấy người bị dị ứng, nổi hạch ở cổ nhưng không đau. Nếu MC đã đi khám bệnh ở viện huyết học thì nhận tin dữ. Bị bệnh hiểm nghèo ở độ tuổi còn quá trẻ là điều khiến bất cứ ai cũng suy sụp. Song Diệu Linh đã lấy lại tinh thần và quyết tâm vượt qua khó khăn. Từ đó đến nay, cô vừa điều trị vừa làm việc tại đài, kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Trên sóng truyền hình, Diệu Linh bao giờ cũng cố gắng thể hiện một vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, mà ít ai biết rằng cô vừa trải qua những lần chọc tủy đau đớn đến muốn ngã gục. Vì không muốn nhiều người lo lắng, nên chỉ có gia đình và đồng nghiệp mới biết tình hình bệnh tật của Diệu Linh. Từ tháng 2 năm nay, vì bệnh tật có chiều hướng xấu đi, nên Diệu Linh đã phải nghỉ việc và nhập viện điều trị. Diệu Linh đã từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó cô sử dụng thuốc viên của Mỹ có giá khoảng 150 triệu đồng, 90 viên. Tuy nhiên hiện nay thuốc đang không mang lại hiệu quả, nên có thể cô sẽ phải ghép tủy trong thời gian tới. Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1991, là MC quen thuộc của nhiều chương trình như Bản tin thể thao, VTV Kép, Ngày này năm xưa, Hà Nội 1, TV Shopping, Giờ kết nối, VBVN. Cô ghi điểm trong lòng khán giả với ngoại hình tươi tắn, cùng lối dẫn dắt linh hoạt và thông minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.